Vâng, Tường Vy hôm nay sẽ phân tích về cái tự do báo chí ở Việt Nam. Tuy rằng nó hơi mệt đấy, nhưng mà thấy bọn nó xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí quá nhiều. Sắp đến ngày cách mạng báo chí Việt Nam 21 tháng 6, nên là bọn phản động các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước nó xuyên tạc về cái tự do ngôn luận, tự do báo chí của Việt Nam rất là nhiều. Chính vì vậy Dương Vy sẽ chia sẻ một bài viết được đăng trên báo Quân đội Nhân dân ở trong cái mục chống diễn biến hòa bình á. Cái bài viết có tựa đề "Bảo đảm tự do ngôn luận, tự do báo chí cho đại đa số người dân" của tác giả Phúc Nội được đăng trên báo Quân đội Nhân dân. Là sau đó Dương Vy sẽ phân tích một số cái nội dung và một số cái tình hình diễn biến nóng ở trên thế giới cũng như ở trong nước. Sau đây Dương Vy sẽ đi vào nội dung bài viết. Hôm nay giọng riết cái thứ nó không được chuẩn lắm, không được đảm bảo lắm, họng thì đau hết. Bài viết này được đăng vào ngày 15 tháng 6 2020, rất mới. Sau đây Dương Vy vào cái nội dung bài viết "Bảo đảm tự do ngôn luận, tự do báo chí cho đại đa số người dân Việt Nam", đó là cái tựa đề. Tự do ngôn luận, tự do báo chí ấy, là những cái quyền cơ bản của con người đã được Việt Nam cam kết thực hiện theo những nguyên tắc chung của tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch phản động bất mãn chính trị thường lợi dụng để chống phá đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đó. Những năm gần đây, vào dịp ngày tự do báo chí thế giới ngày 3 tháng 5 hàng năm hay kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trên nhiều trang mạng có nội dung xấu độc và trên trang tiếng Việt của một số cơ quan truyền thông nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam thường xuyên có nhiều cái ý kiến bài viết xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận, đấy, tự do báo chí ở Việt Nam, trong đó có gọi là tổ chức phóng viên không biên giới, không những đưa ra bảng xếp hạng hết sức sai trái về tự do báo chí ở Việt Nam mà còn công bố danh sách và trao giải thưởng anh hùng báo chí, anh hùng thông tin cho một số đối tượng người Việt Nam đã được lợi dụng tự do dân chủ chống phá đảng nhà nước Việt Nam tiền hô hậu ủng. Đấy. Những cái tổ chức này, những tổ chức phi chính phủ này là những cái đối tượng được dán mác nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền, nhà báo tự do trong nước tung ra nhiều bài viết phát ngôn xuyên tạc trắng trợn tình hình tự do báo chí của Việt Nam. Ở đây rất là nhiều đối tượng tham gia cái tự do báo chí, tự do ngôn luận. Thí dụ như 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 cái tổ chức N10 TV, không, cái đấy là ở nước ngoài. Ở trong nước thế nào? Ở trong nước có nhóm CHTV của Dũng Vô Ba này. Trong đó có Cát Linh, có tên cái gì Hùng á, cứ đàng lại lại có người gọi vào, lần sau phải khóa sim mà mới được. Tiếng Dân TV này, đấy, rất là nhiều. Xong nhiều cái hội đoàn báo chí mà do cái tổ chức Việt Tân ở hải ngoại ấy, nó chỉ đạo thành lập lập ra nhiều hội báo chí đoàn thể ở trong nước nhằm mục đích xuyên tạc chống phá đảng nhà nước đấy. Không chỉ vậy ấy, vào những cái thời điểm các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật của Việt Nam khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng lợi dụng tự do dân chủ nhân quyền chống phá chính quyền nhà nước, thì các thế lực thù địch bên ngoài và những con người thù hằn với chế độ ở trong nước cũng như ở nước ngoài rêu ra là hành động bóp nghẹt tự do ngôn luận, triệt tiêu quyền tự do báo chí hoặc ra sức ngăn cản những người bất đồng chứng kiến, vân vân.
Việt Nam là quốc gia thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã sớm tham gia ký kết các điều ước quốc tế về bảo đảm các quyền cơ bản của con người và quyền công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bản hiến pháp đầu tiên được Quốc hội thông qua ngày 9 tháng 11 năm 1946 đã thể hiện, đã hiến định tại điều thứ 10, công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài. Những quyền cơ bản này đã được hiến định xuyên suốt trong các bản hiến pháp của Việt Nam và tiếp tục được hiến định tại điều 25 hiến pháp năm 2013. Đấy. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Để đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ngày càng được hiện diện trong thực tiễn cuộc sống, năm 2016, Quốc hội Việt Nam đã ban hành luật tiếp cận thông tin và luật báo chí, trong đó điều 3 luật tiếp cận thông tin quy định mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ. Nên nhớ nhé, thông tin cung cấp phải chính xác, đầy đủ. Đấy, việc cung cấp thông tin ấy, phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Điều 10 của luật này cũng quy định dân có quyền tự do tiếp cận thông tin được cơ quan nhà nước công khai, đồng thời được yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin. Các nhà đấu tranh dân chủ quậy đần độn trong nước cũng như hải ngoại nên nhớ nhé. Điều 10 mà Quốc hội ban hành năm 2016 về luật tự do báo chí, tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin này nhé. Vâng, nông dân Cộng sản Dương Vi xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Chào tất cả mọi người luôn. Về quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân được quy định tại điều 11 luật báo chí năm 2016 với 3 nội dung cụ thể, gồm phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới, tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp ý kiến phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức và cá nhân. Đặc biệt điều 13 luật này nêu rõ, nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Báo chí, nhà báo hoạt động trong cái khuôn khổ pháp luật và được nhà nước bảo hộ, không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước. Nên nhớ nha, không được lợi dụng, lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước này, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng. Như vậy, về mặt pháp lý, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin của công dân Việt Nam đã được quy định toàn diện, đầy đủ với những nội dung cụ thể, dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ thực hiện trong cái cuộc sống hàng ngày. Đấy. Trên thực tế, không riêng gì Việt Nam mà hầu hết các quốc gia tuy có cái tiếp cận cái thông tin nó không giống nhau về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, nhưng đều có cái một nguyên tắc cơ bản là việc thực hiện tự do báo chí phải, tôi vì xin lỗi nhưng mọi người cứ hay gọi vào. Những cái điều đều có nguyên tắc cơ bản là việc thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí phải phù hợp với tình hình, điều kiện lịch sử, văn hóa, trình độ dân trí, thể chế chính trị của mỗi nước và không được phép lợi dụng cái quyền cơ bản này để xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc. Đấy, làm phương hại danh dự nhân phẩm người khác và ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức cộng đồng, trật tự xã hội.
Điều 11 tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1789 của nước Pháp đã quy định tự do trao đổi suy nghĩ và ý kiến là một trong những quyền quý giá nhất của con người. Vì thế bất kỳ công dân nào cũng có thể nói, viết và công bố tự do. Tuy nhiên họ sẽ chịu trách nhiệm nếu lạm dụng cái quyền tự do này theo quy định của pháp luật. Đấy. Mà các nhà đấu tranh dân chủ cuội ở trong nước ấy, nó thường xuyên lợi dụng cái vấn đề này để xuyên tạc chống phá đảng nhà nước, chống phá lại chính quyền ở các cấp, các địa phương. Thậm chí nó bôi nhọ, xuyên tạc lãnh đạo hay là cả lãnh tụ nữa. Cái này có rất là nhiều. Như vậy nó trái với quy định pháp luật, không những quốc tế mà của cả Việt Nam luôn. Ví dụ như nước Mỹ tuy không ban hành cái luật riêng cho về báo chí, nhưng có nhiều cái điều luật khác của quốc hội quy định, có tính pháp lý của tòa án cũng đưa ra những cái giới hạn nhất định đối với báo chí, đối với quyền và trách nhiệm của công dân liên quan đến báo chí, nhằm tránh xâm hại đến an ninh quốc gia. Thí dụ như vừa rồi Mỹ biểu tình đài CNN, nó quay người ta bắt luôn cả phóng viên đài CNN đấy. Cái đấy là vi phạm nhân quyền. Thế các nhà đấu tranh dân chủ cuội ở trong nước với lưu vong hải ngoại sao không nhắc đến cái vụ việc này, cứ nhằm xuyên tạc chống phá đảng nhà nước Việt Nam thôi, chống phá cái ban tuyên giáo thôi. Ban tuyên giáo là cái cơ quan kiểm duyệt thông tin đấy, sau cùng, và đưa ra những cái hình thức xử lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trong cái khoản 2 điều 29 tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 nêu rõ, trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra nhằm bảo đảm những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng. Nhưng đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn. Thế giới từng có những cái bài học rất là đắt giá về việc báo chí đi quá giới hạn tự do cho phép nên phải trả giá rất là đắt. Tháng 9 năm 2005, có một cái tờ báo của Đan Mạch ấy, Jyllands Posten của Đan Mạch đã đăng tải 12 bức ảnh, 12 bức tranh biếm họa về đấng tiên tri Mohammed của Hồi giáo. Sau đó bức tranh biếm họa này tiếp tục xuất hiện ở nhiều tờ báo như ở Pháp, Na Uy, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha. Vụ việc này đã gây nên một cái làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ của những người theo đạo Hồi trên toàn thế giới, dẫn đến nhiều hậu quả xấu như đốt phá, khủng bố ở các tòa báo mà đã vẽ lên hay in lại cái bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed này. Tiếp theo đến tháng 7 năm 2011 ấy, tờ tin tức thế giới của nước Anh đã phải đình bản vĩnh viễn sau 168 năm hoạt động vì bị công chúng cáo buộc nhiều phóng viên báo này đã đột nhập điện thoại hàng nghìn người dân để săn tin. Đấy, tôi chỉ nhắc lại hai cái ví dụ trên này để thấy trên thế giới không có quốc gia nào cho phép tự do báo chí, tự do ngôn luận đứng ngoài luật pháp và xâm hại đến an ninh quốc gia. Nếu vi phạm điều này, báo chí sẽ bị công chúng tẩy chay và bị những chế tài của các nước, các quốc gia nó xử lý thích đáng. Đấy. Mọi quyền tự do, trong đó có tự do ngôn luận, tự do báo chí đều phải có cái giới hạn nhất định. Giới hạn này đặt ra để bảo đảm cái quyền tự do chính đáng cho số đông mọi người, chứ không phải là cho một nhóm ít người nào đó nói năng bừa bãi, phát ngôn bạt mạng, thích gì viết đấy, nói và viết chỉ vì động cơ cá nhân, ích kỷ, thiên vị mà không vì sự ổn định, đồng thuận chung của xã hội, cộng đồng. Thí dụ ở trong nước ấy,
có nhiều cái nhóm báo chí tự do nó chỉ nhằm phục vụ cái lợi ích riêng của nó, đơn giản nó chỉ livestream, viết bài, tung tin bậy bạ, nói về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam này, nói về dân oan này, nói về đất đai này, bóp méo sự thật như vụ việc Đồng Tâm này, vụ việc Hồ Duy Hải này, đấy, tràn lan khắp mọi nơi. Đấy, như chánh án tòa án nhân dân tối cao trả lời trước Quốc hội và trước quốc dân đồng bào về cái vụ án Hồ Duy Hải thì các nhà dân chủ cuội không có gì để nói, quay ra lại đi xuyên tạc cái vấn đề khác. Ví dụ như hai hôm nay ấy, mưa gió ngập lụt ở thành phố Hồ Chí Minh, nó lại xuyên tạc về cái cơ sở hạ tầng của người Việt Nam ở trong nước. Đấy, của chính quyền địa phương. Chính vì cái điều đấy á, thì nhà nước mới có chế tài kiểm duyệt thông tin. Ai đưa tin sai sự thật thì phải bị xử lý theo đúng cái pháp luật, theo cái đúng cái luật báo chí Việt Nam. Chẳng hạn như trong cái đợt dịch đại dịch Covid-19 ấy, nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam, không chỉ đối mặt với loại dịch bệnh virus nguy hiểm này mà còn phải đối mặt với cái nạn tin giả tràn lan trên mạng xã hội. Phần lớn những cái tin giả này ấy, xuất phát từ những người lợi dụng tự do ngôn luận để lan truyền thông tin sai trái, thất thiệt, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội và an ninh truyền thông. Do đó, ngăn chặn xử lý những đối tượng gây ra nạn hoang tin trên mạng xã hội chính là góp phần bảo đảm sự trong sạch của môi trường thông tin, trong đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mà thành công của Việt Nam trong công tác phòng chống kiểm soát đại dịch Covid-19 được cộng đồng quốc tế ghi nhận ấy, và đánh giá cao có một phần bắt nguồn từ việc Đảng, Nhà nước Việt Nam và các cấp, các ngành đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời phát hiện ngăn chặn kịp thời những thông tin sai trái về dịch bệnh trên mạng xã hội. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định việc bảo đảm thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam là một trong những giải pháp quan trọng để khơi dậy, phát huy ý chí, nguyện vọng, trí tuệ, sức mạnh tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mặt khác, trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn có tinh thần cầu thị, tích cực tiếp thu, học hỏi, tham khảo những kinh nghiệm tiến bộ của các quốc gia khác trên thế giới để thực hiện ngày càng tốt hơn cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí cho đa số người dân. Đó. Để đảm bảo cái quyền lợi tự do chính đáng của cho số đông công dân đó, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, tỉnh táo, nhận diện, kiên quyết vạch trần, kịp thời bác bỏ mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chính trị, cố tình lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí nhằm đưa ra những thông tin sai trái, xuyên tạc, tác động tiêu cực dư luận xã hội, xâm hại an ninh truyền thông quốc gia, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đặc biệt là trong cái thời gian tới đây, trước thềm Đại hội 13 của Đảng, thì bọn chúng đưa ra những cái luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chính quyền nhân dân, mà Dương Vy cũng đã làm cái live stream phân tích ở hai cái live stream trước ạ. Những cái đám kền kền dân chủ cuội, tự do báo chí, tự do ngôn luận này là những cái thành phần bất mãn trong xã hội, bất mãn với chính quyền, lợi dụng việc tự do thông tin, tự do báo chí để tuyên truyền chống phá nhà nước, đưa thông tin sai sự thật làm người dân hoang mang. Như ở trong nước ấy, đầy những thành phần như thế chứ. Như cái Facebooker Trần Bình hay like ở trên Tiếng Dân TV này, Dũng Cô Ba này, xong cái đám Facebooker chuyên đi các nhà ra các live stream của các nhà đấu tranh dân chủ cuội ở hải ngoại,
nó lên đó nó xuyên tạc về tình hình đất nước, tình hình an ninh chính trị, tình hình kinh tế, nói chung mặt nào cũng có mỏ bọn chúng. Chính vì vậy chúng ta xem kiểm duyệt những cái báo chí nào chính thống hoặc là những người nào người ta làm báo tự do thôi nhưng người ta đưa tin đúng sự thật, mà một bài báo người ta viết ra người ta phải có sự điều tra phân tích, có sự tìm hiểu đầy đủ mọi thông tin. Đấy mới gọi là báo chí trung thực. Còn như đám dân chủ cuội nó chỉ lợi dụng mấy đồng USD của cái đám phản động ở hải ngoại nó gửi về, xong sẵn sàng đào mồ quốc mã cha ông, gia đình dòng họ của bọn chúng lên để chấp nhận là một kẻ vu khống xuyên tạc bịa đặt, chấp nhận trở thành một kẻ phản động, kích động phá hoại, trở thành kẻ khủng bố phản quốc. Điều đó tuyệt đối không nên. Ví dụ như bên nước Mỹ đúng đang là trong cái cuộc biểu tình bạo loạn như vậy, nhiều đài báo chính thống đưa tin lên bị ngay chính quyền Donald Trump và quốc hội, người ta cả cảnh sát người ta đã xử lý ngay. Xong nói về cái tổ chức Antifa thì cái tổ chức này nó liên kết từ người da đen, da màu đủ các loại, da trắng, những người thấp cổ bé họng ở nước Mỹ, người ta phân biệt giai cấp, phân biệt chủng tộc ấy, nó kết hợp lại với nhau. Người ta muốn theo đảng cộng sản thì chính ông Donald Trump nói rằng cái tổ chức Antifa này này là tổ chức theo đảng cộng sản, là phản động, là tổ chức khủng bố ở trong nước Mỹ đấy. Bắt những người đưa tin về cái cuộc biểu tình này hay là người ta lập hội lập nhóm ở bên đó,